Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã đến gần, các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra thành công. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh tăng cường kiểm soát, đảm bảo quyền lợi cho người chăn nuôi. Chi cục thuế khu vực Than Uyên, Tân Uyên triển khai nhiều giải pháp trong những tháng tới nhằm đạt chỉ tiêu thu theo kế hoạch được giao năm 2022. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, nhất là việc biến chủng mới BA.5 đã xâm nhập vào Việt Nam, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch trở lại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi thứ 3, mũi thứ 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, theo mục tiêu của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã đề ra bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Cùng với việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế cũng đã có công văn hỏa tốc gửi 9 bộ về việc tăng cường tiêm vaccine COVID-19 cho quân nhân, cán bộ, công chức viên chức, người lao động. 9 đơn vị nhận công văn bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo Bộ Y tế, kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 sau tiêm mũi 3 sẽ suy giảm đáng kể khoảng 15 tuần sau khi tiêm, nhất là kháng thể kháng biến chủng Omicron. Do vậy, việc tiêm mũi thứ 4 đặc biệt hữu ích đối với người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và vốn đầu tư công năm 2022. Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có kết luận. Trong đó, nêu những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như sau. Các cấp các ngành tập trung chỉ đạo sát các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp trong 6 tháng đầu năm. Giao ban thường xuyên, phân công, phân nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo điều hành và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Đề nghị các đồng chí bí thư các huyện ủy, thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra giám sát, thực hiện các chỉ tiêu. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện, kịp thời đưa vào cuộc sống của các nghị quyết, chính sách của hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành. Chuẩn bị tốt các nội dung trình hội đồng nhân dân. Tập trung đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ, chất lượng giải ngân thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, đảm bảo giải ngân hết các nguồn vốn, tránh lãng phí nguồn lực. Các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường gặp gỡ các doanh nghiệp, đồng hành kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư theo lộ trình, theo luật đầu tư, hoàn thành đưa dự án đi vào sử dụng. Đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý các dự án, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ. Tiếp tục công tác tuyên truyền giới thiệu quảng bá, xúc tiến truyền thông du lịch, tổ chức các sự kiện cấp tỉnh, quan tâm phát triển các bản du lịch cộng đồng, các điểm du lịch, đẩy mạnh kết cấu du lịch và tăng cường liên kết trong phát triển du lịch. Tiếp tục tập trung hoàn thành quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo chất lượng, trình Hội đồng Thẩm định Trung ương và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2022. Đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường ký kết biên bản ghi nhớ với một số tỉnh của các nước. Đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy mở cửa khẩu tại huyện Mường Tè. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đảm bảo an toàn, khách quan, minh bạch, đúng quy chế. Quan tâm công tác tiêm chủng phòng chống dịch COVID-19 mũi thứ 4 và tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2022 và diễn tập tại thành phố Lai Châu. Chủ động công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh kinh tế và an ninh tôn giáo. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Lai Châu có tổng số 3.676 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 1.512 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp, 1.988 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. 176 thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học. Theo ghi nhận đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra an toàn, đúng quy chế.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, huyện Sìn Hồ có 407 thí sinh tham dự tại hai điểm thi chính, đó là trường trung học phổ thông Sìn Hồ và trường trung học phổ thông Nậm Tâm với 22 phòng thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã được huyện thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như dự phòng các phương án ứng phó tình huống bất thường. Thì toàn bộ trong quá trình ôn tập, chuẩn bị cơ sở vật chất và công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh để chuẩn bị tốt cho kỳ thi trung học phổ thông năm 2022, thì tại điểm thi trường trung học phổ thông Sìn Hồ đã sẵn sàng để bước vào kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Và trước khi bước vào kỳ thi, thầy cũng động viên các em hãy bình tĩnh, tự tin, chiến thắng trong kỳ thi này. Cũng như huyện Sìn Hồ, đến thời điểm hiện nay, các khâu chuẩn bị cho kỳ thi của huyện Nậm Nhùn cũng đã cơ bản hoàn tất. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, điểm thi, lực lượng tham gia phục vụ cho kỳ thi, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, điện và thông tin liên lạc được huyện quan tâm, đảm bảo theo phương châm, không có thí sinh nào không được tham dự thi do lỗi chủ quan của địa phương. Đến thời điểm này, thì tất cả các thí sinh của Nậm Nhùn đều sẵn sàng về tâm thế, về tri thức, về thể lực để chuẩn bị cho kỳ thi. Chúng tôi rất mong muốn các thí sinh của huyện tham gia kỳ thi tốt nghiệp luôn bình tĩnh, tự tin, cố gắng và làm bài thi với kết quả cao nhất. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Lai Châu có tổng số 3.676 thí sinh đăng ký dự thi với 20 điểm thi, 203 phòng thi, tăng 13 phòng so với năm 2021. Để kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, đạt được hiệu quả cao, những ngày vừa qua, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 do đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các địa phương. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị thi của các địa phương, đồng thời đề nghị các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt 7 an, đó là an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, an toàn về điện, an toàn thông tin, an toàn phòng chống dịch COVID-19 và an toàn viễn thông. Chủ động phòng chống tội phạm công nghệ cao, cùng với đó là nắm tình hình từ xa, đảm bảo nơi thi, nơi ở của giám thị, nơi ăn ở của thí sinh được an toàn. Các đơn vị trường củng cố và hệ thống lại toàn bộ kiến thức để các em học sinh yên tâm, vững tin bước vào kỳ thi. Ở đây tôi xin nhấn mạnh thêm cái vấn đề nữa là quản lý các em. Quản lý các em thì bây giờ giáo viên chủ nhiệm cần phải có số điện thoại của các em học sinh, có số điện thoại của phụ huynh và dặn các em là trước khi ngủ nghỉ đấy thì cần phải để chuông báo thức, báo thuốc thì phải sớm hơn để mình chủ động, đừng có để sát quá. Đã là 6 giờ đi thì mình phải 5 rưỡi mình phải dậy rồi, vệ sinh rồi tất cả mọi cái. Đấy thì thế. Mà các em có ngủ quên thì phải giáo viên chủ nhiệm phải gọi được cho các em, phải gọi được cho phụ huynh học sinh. Đấy thì tôi đề nghị anh chị và hướng là nếu các em tình nguyện vào nghỉ chung và ăn chung thì tôi nghĩ là tốt nhất. Cái vấn đề nữa là chăm sóc cho các em. Bây giờ chúng ta cũng chỉ còn thời gian rất là gần thôi, thì bây giờ phải chăm sóc cho các em. Một là tâm lý, động viên các em thật tốt, gia đình, nhà trường. Đây nữa là chế độ dinh dưỡng. Với diện tích rừng và đất rừng lớn, các vùng núi cao của huyện Mường Tè có khí hậu mát mẻ quanh năm nên được các nhà nghiên cứu và chuyên gia đánh giá là rất thuận lợi cho việc phát triển cây dược liệu. Theo đó, đến nay huyện Mường Tè đã có 5 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức trồng cây dược liệu, trong đó diện tích vườn sâm Lai Châu đã phát triển được khoảng 6,8 ha tại các xã Ba Vệ Sủ, Tá Bạ, Thu Lũm, Pa Ủ, Ca Lăng. Đi vào đầu tư, các công ty doanh nghiệp đã không chỉ mở ra một hướng đi mới trong việc phát triển nông nghiệp ở địa phương mà còn giải quyết được việc làm cho số lượng lớn lao động ở địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh có tổng diện tích 12.951 ha cây cao su, chủ yếu tập trung tại các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ và Than Uyên. Tổng diện tích cao su đưa vào khai thác mủ là 8.375 ha. Trong đó, công ty cao su Dầu Tiếng là 175 ha, công ty cao su Lai Châu 4.900 ha và công ty cao su Lai Châu 2 3.300 ha. Sản lượng cao su 6 tháng đầu năm ước đạt 1.363 tấn mủ khô. Trong đó, công ty cao su Dầu Tiếng 16 tấn, công ty cao su Lai Châu 699 tấn và công ty cao su Lai Châu 2 là 648 tấn.
So với cùng kỳ, giá mủ cao su tăng, đảm bảo được mức sống, tạo động lực cho công nhân và người lao động nâng cao sản lượng khai thác mủ và hoàn thành vượt chỉ tiêu mà nông trường và công ty giao. Lộ trình năm 2022, trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành giai đoạn 2 nhà máy chế biến mủ cao su tại xã Nậm Tâm, huyện Sìn Hồ với công suất khoảng 5.000 tấn mủ khô trên một năm. Thưa quý vị, thuốc thú y là loại vật tư nông nghiệp không thể thiếu đối với các trang trại, hộ chăn nuôi. Để bảo vệ quyền lợi cho người chăn nuôi, tỉnh Lai Châu đã có nhiều giải pháp siết chặt quản lý việc kinh doanh và sử dụng mặt hàng này. Và tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đang có 46 cơ sở kinh doanh thuốc thú y. Phản ánh của phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo đoàn kiểm tra đột xuất của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lai Châu tại một số cửa hàng kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn thành phố Lai Châu, cơ sở kinh doanh thuốc thú y của bà Vũ Thị Nhâm, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, chủ yếu bán dược phẩm, vaccine, chế phẩm sinh học, phục vụ chăn nuôi cho người dân trên địa bàn. Mỗi khi người dân tới mua, bà luôn tư vấn rõ tên thuốc, hạn sử dụng và cách dùng. Tôi công tác ở trong cái ngành thú y này là 36 năm, sau đó tôi nghỉ hưu. Và cũng là xuất phát từ cái, một là mình cũng có cái chuyên môn lâu dài, sau đó thì mình cũng có cái kinh nghiệm phòng chữa bệnh cho gia súc gia cầm ở trên cái địa bàn, cái khu vực mình đã công tác. Thì sau khi nghỉ hưu thì tôi đã mở cái quầy thuốc này. Và mình cũng có cái kinh nghiệm là như là dịch bệnh theo mùa vụ này, rồi là từng lứa tuổi của con gia súc gia cầm, là cô sẽ phục vụ cho người dân. Cùng với đó, tại cửa hàng kinh doanh thuốc thú y của dược sĩ Lê Hồng Quân, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, theo đánh giá của đoàn công tác, cửa hàng đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, giấy chứng nhận kinh doanh, các sản phẩm vẫn còn hạn, tem mác rõ ràng và có đầy đủ hóa đơn chứng từ khi nhập hàng. Tôi kinh doanh thuốc thú y này thì cần có đầy đủ các bằng cấp về chuyên môn về chuyên ngành chăn nuôi thú y. Tôi là bằng kỹ sư chăn nuôi thú y. Thứ hai là đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, gồm có chứng chỉ hành nghề, rồi chứng chỉ kinh doanh. Khi mình tư vấn cho khách hàng thì mình phải có chuyên môn nghiệp vụ, được đào tạo và cơ bản tại các trường đại học để đảm bảo được cái nguồn hàng về thì mình luôn luôn phải đặt cái chữ tâm của mình lên hàng đầu để tạo cái nguồn thuốc gọi là tốt nhất để cung cấp đến tay khách hàng. Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quản lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chủ cơ sở trong việc thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật khi kinh doanh, buôn bán thuốc thú y, không buôn bán chất cấm. Đoàn thanh tra chúng tôi đi kiểm tra tại các cơ sở đấy. Thì về ưu điểm của các cửa hàng này, thứ nhất rằng là có chứng chỉ hành nghề đảm bảo theo quy định. Cái thứ hai là chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. Và cái chứng nhận này được cấp là sau quá trình kiểm tra là đảm bảo điều kiện là về sức khỏe này. Ngoài ra thì phải đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các chứng chỉ hành nghề khác đảm bảo. Cái thứ ba là các thuốc thú y được sử dụng ở đây là đều đảm bảo là được phép lưu hành trên thị trường theo thông tư 13 của Bộ Nông nghiệp. Ngoài ra thì về hóa đơn ấy, bây giờ người ta sử dụng là hóa đơn điện tử, nên tất cả các loại thuốc mà chúng tôi đã kiểm tra, thứ nhất là còn hạn sử dụng, hai là có nguồn gốc rõ ràng, bằng chứng ở đấy là họ xuất trình được các hóa đơn, và hóa đơn này thì hợp pháp, hợp lệ, theo đúng quy định. Toàn tỉnh hiện có trên 330.000 con lợn, trâu bò, gần 2.000 con gia cầm các loại. Sự phát triển nhanh của tổng đàn vật nuôi trong những năm gần đây kéo theo sự nở rộ của hoạt động kinh doanh thuốc thú y. Đến nay đã có 46 cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Nhằm nâng cao ý thức cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y, ngành nông nghiệp Lai Châu sẽ phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về danh mục thuốc thú y được phép lưu hành hoặc cấm sử dụng tại Việt Nam, phổ biến về công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Khuyến cáo với cái cơ sở người chăn nuôi thì trước hết thì chúng ta đều biết là người chăn nuôi trước hết là chúng ta cần phải sử dụng thuốc thú y đúng, đảm bảo theo khuyến cáo của nhà sản xuất và cơ quan thú y và người hành nghề thú y mà được pháp luật quy định, đảm bảo theo cái triệu chứng mà đã được xác định và sử dụng đảm bảo. Cái thứ hai là phải đúng thuốc, đúng thời điểm và đúng liều lượng. Cái vấn đề thứ ba nữa là cần phải tăng cường những cái nhóm
vitamin để hỗ trợ sức đề kháng và sức khỏe cho vật nuôi, làm để nâng cao, tăng cường cái việc sử dụng chăm sóc sinh. Thế và cái cuối cùng nữa là nâng cao được ý thức trách nhiệm của đối với người chăn nuôi cũng như là những hộ kinh doanh để làm sao tạo ra sản xuất bền vững, tạo ra một thị trường lành mạnh, nâng cao hiệu quả trong sản xuất chăn nuôi, hiệu quả kinh tế của người dân. Mặc dù công tác quản lý kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, tuy nhiên, việc xử lý mới dừng ở việc xử phạt hành chính nên chưa đủ sức răn đe. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lai Châu tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan, tăng cường thanh tra kiểm tra, đẩy mạnh tuyên truyền về luật thú y và các văn bản hướng dẫn liên quan. Tuy nhiên, để công tác quản lý kinh doanh thuốc thú y thực sự đem lại hiệu quả, rất cần sự vào cuộc hơn nữa của các cấp các ngành và chính quyền địa phương, nhất là sự tự giác chấp hành của các chủ cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm, Chi cục thuế khu vực Than Uyên, Tân Uyên đang có số thu ngân sách thấp nhất so với toàn tỉnh. Có nhiều nguyên nhân khách quan khiến cho công tác thu ngân sách gặp khó khăn. Và chính vì thế, Chi cục đã có nhiều giải pháp đặt ra trong những tháng tới nhằm đạt chỉ tiêu thu theo kế hoạch được giao năm 2022. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong 6 tháng đầu năm 2022, với những khó khăn chung của nền kinh tế, Chi cục thuế khu vực huyện Than Uyên, Tân Uyên đã tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về nghĩa vụ nộp thuế. Trong đó, Chi cục đã chủ động lắng nghe, nắm bắt những khó khăn vướng mắc của người nộp thuế để tháo gỡ cho người nộp thuế. Đồng thời, Chi cục cũng đã mở rộng triển khai nộp thuế điện tử để tạo thuận tiện, rút ngắn thời gian cho việc thực hiện nộp thuế. Qua đó, người dân đã thực hiện tốt việc nộp thuế, góp phần quan trọng vào hoàn thành thu ngân sách địa phương. Vừa rồi thì qua cái chuyển đổi về thuế điện tử thì bên Chi cục thuế với bên Vina cũng xuống kết hợp với cửa hàng để hướng dẫn những cái thủ tục về chuyển đổi từ thuế viết tay sang thuế điện tử cũng chu đáo, và cửa hàng cũng hoàn thành, có cái việc gì không biết cũng điện trao đổi với bên Chi cục thuế để Chi cục thuế hỗ trợ và cũng chu đáo cho cái cửa hàng để cửa hàng hoàn thành những cái để đi đăng ký xe máy cũng đạt chỉ tiêu rồi. Theo đó thì dự kiến đến hết tháng 6, tỷ lệ thu ngân sách của chi cục khoảng 32,5 tỷ đồng, đạt 27,2% kế hoạch tỉnh giao và 25,7% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nếu không tính số thu từ thuế đất, số thu đạt khoảng 43% so với chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân giao. Các khoản thuế bao gồm thuế khu vực ngoài quốc doanh, thủy điện, lệ phí trước bạ, thuế đất, thuế giá trị gia tăng, hoạt động chuyển nhượng bất động sản và kinh doanh online. Tìm hiểu nguyên nhân tỷ lệ số thu đạt thấp thì phải kể đến một số nguyên nhân như Nghị định số 34 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2022 mới được ban hành. Đây là chính sách nhân văn của nhà nước trước sự tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế. Dù vậy thì cũng ảnh hưởng đến công tác thu thuế của địa phương. Bên cạnh đó, đối với khoản thu từ sử dụng đất cũng gặp nhiều khó khăn khi hai huyện vẫn chưa tiến hành được cuộc đấu giá nào. Trước những khó khăn trên, Chi cục thuế khu vực Than Uyên, Tân Uyên cũng như chính quyền hai huyện cùng phối hợp và đặt ra nhiều giải pháp, trong đó thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch thu cả năm theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện đã giao. Chủ động đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn để chỉ đạo kịp thời và tổ chức thu đúng thu đủ các khoản thu phát sinh, đồng thời có dự báo sát với thực tế về khả năng thu ngân sách hàng tháng, hàng quý để tiến hành điều hành ngân sách đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của các nguồn thu. Ngoài ra, Chi cục cũng tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thu nộp thuế của các tổ chức cá nhân để có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, đặc biệt là các khoản thuế giá trị gia tăng vãng lai của các doanh nghiệp thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Để hoàn thành được cái nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm thì Chi cục thuế chúng tôi tập trung vào một số các cái giải pháp. Cái thứ nhất là bám sát theo cái sự chỉ đạo của ngành cũng như là của địa phương để làm sao hoàn thành được cái số thu ngân sách được giao năm 2022. Cái thứ hai nữa là tập trung vào cái công tác tuyên truyền đối với người nộp thuế, nhất là các cái lĩnh vực mới. Cái thứ ba nữa là giám sát về các cái hồ sơ khai thuế, nhất là các cái hồ sơ khai thuế đối với lại các cái đơn vị có những cái số doanh thu lớn. Cái tiếp theo nữa là về cái công tác đôn đốc thu nợ thuế thì chúng tôi cũng đảm bảo tiếp tục công tác đôn đốc thu nợ và duy trì các cái hoạt động của ban chỉ đạo và tổ triển khai của huyện cũng như là của chi cục thuế khu vực.
thì để đảm bảo đôn đốc được cái khoản thuế lợi phát sinh và các cái khoản thuế lợi trên 90 ngày thì sẽ thực hiện đầy đủ đồng bộ các cái biện pháp về cưỡng chế lợi thuế để thu lợi, đảm bảo là đến 31 tháng 12 năm 2022 thì cái tỷ lệ lợi sẽ dưới 5% trên tổng thu. Cùng với các biện pháp kể trên, chi cục cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động ra soát, đánh giá tình hình, khả năng thu ngân sách nhà nước những tháng còn lại của năm 2022, đồng thời tập trung triển khai kiểm tra, quyết toán với các đối tượng còn nợ đọng thuế để truy thu, nộp ngân sách nhà nước kịp thời. Để thực hiện nhiệm vụ trên, chi cục thành lập đội kiểm tra thuế, phân loại các khoản nợ phát sinh, đôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn cũng như các khoản đến thời hạn phải nộp. Sáng ngày 27 tháng 6, đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp và làm việc với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn về việc tổ chức hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 năm 2022. Phát biểu tại buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhất trí về chủ trương của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chọn Lai Châu làm đơn vị chủ nhà. Và đây sẽ là cơ hội để giao lưu học hỏi, quảng bá cho Hội Nông dân Lai Châu. Ngày 27 tháng 6, Hội đồng Bảo trợ Trẻ em tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lai Châu năm 2022. Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh, yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phải xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2022 tại địa phương với những hoạt động cụ thể, thiết thực. Ngày 28 tháng 6 đã diễn ra kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu lễ bế mạc kỳ họp, đồng chí Giàng Bá Mỉ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, 6 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới, nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giảm tỷ lệ hộ nghèo và xây dựng nông thôn mới đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Tuần qua, đoàn công tác của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh đã đi kiểm tra công tác thi tốt nghiệp tại huyện Phong Thổ, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Tân Uyên. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã yêu cầu các địa phương thực hiện tốt 7 an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, an toàn về điện, an toàn thông tin, an toàn phòng chống dịch COVID-19, an toàn viễn thông, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra công bằng và minh bạch. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.